tu hoa nghiêm áo chị vọng tận hoàng nguyên quán thời gian ngày 16 tháng 6 năm 2009 người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cao hùng đại loan tập 48 a xin chào các vị pháp sư các vị đồng tu xin mời ngồi Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Kinh Văn Tờ thứ 8 Hàng thứ hai Tờ thứ 8 Hàng thứ hai Phía trước Chúng ta học đến Nhiễm tình Hôm nay chúng ta xem Từ câu sau cùng Chân tục Do thử trần tánh Bổn thể đồng như Tức thị chân giả Do thử trần tướng Duyên sanh huyển hữu Tức thị tục giả đây là chân tục Một đôi Bạn xem chính ngay ở trong vi trần Thì thấy được Trong Hoa nghiêm cảnh giới đã chứng được cùng khoa học hiện đại phát hiện ra đạo lý toàn tức trong áo mật của vũ trụ là hoàn toàn tương ưng đó chính là ở trong tất cả pháp đều có thể thấy được tin tức viên mãn của khắp pháp giới hư không giới nó không phải là bộ phận nó là viên mãn thế mà khoa học gia mới vừa phát hiện vẫn chưa chân thật sâu rộng vô tận như hoa nghiêm đã nói ra như vậy ở trong báo cáo chúng ta xem thấy Họ dùng một tấm hình Dùng một tấm hình Để biểu thị Lý Lý luận toàn tức Hình chụp là một hình người Đem tấm hình này Cắt thành nhiều miếng nhỏ Mỗi một miếng nhỏ Dưới ánh đèn Chiếu vào Đều có thể xem thấy Một hình người hoàn chỉnh bạn đem tấm hình cắt dụng thành mấy mươi miếng một trăm miếng mỗi một tấm dụng đều có thể thấy được hoàn chỉnh mỗi miếng đều thấy được hoàn chỉnh đây cũng là một loại áo mật của vũ trụ được khoa học gia gần đây phát hiện ở chỗ này chúng ta nói chính là toàn tức cái toàn tức này là tự tánh Pháp nhĩ như thị Nó giống dĩ chính là như vậy Cho nên Trong di trần Có vũ trụ Trong cái vũ trụ đó Lại có di trần Trong di trần lại có vũ trụ Trùng trùng vô tận Đây là tánh đức Giống dĩ chính là như vậy dòng tưởng phân biệt chấp trước buông xả đến lúc nào bạn minh tâm kiến tánh cái cảnh giới này liền hiện tiền cho nên thế tôn ở trong hội hoa nghiêm giảng giải được từng tầng đến như vậy cái giảng giải này dụng ý rất sâu thứ nhất là nói với chúng ta lộ ra chút bí mật của vũ trụ hiện tại có người gọi là yết bí Kinh Hoa Nghiêm là yết bí Quan trọng nhất là Để người hậu học Trên đạo Bồ Đề Dùng Cái kinh luận này Để làm Tiêu chuẩn Ấn chứng Chúng ta minh tâm kiến tánh Có phải thật đã kiến tánh hay không? Nếu như thật đã thấy được Nhất định hoàn toàn tương ưng Với trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Trên Kinh đã nói Bạn hoàn toàn có thể chứng đắc được Vì thì bạn không sai Bạn chính là Phật Tri Phật Kiến Nếu như bạn thấy được Có bộ phận giống nhau Có bộ phận không giống nhau Đó là giả Không phải là thật Cái điểm này Chúng ta cần phải rõ ràng cho nên tác dụng của Phật Kinh là Hai loại Một loại là Giúp chúng ta Đoạn nghi sanh tính Ngoài ra một loại là Làm chứng minh cho chúng ta Sau khi khế nhập cảnh giới Vậy thì trong một trần Cái gì là thật? Trần tánh tự tánh của một trần này bản thể đồng như như là chân như chính là chân như cho nên đó là thật chân là cái gì vậy chân tánh một trần này chính là chân tánh nó không có tự thể thể của nó là chân như đã là chân như chân như không có lớn nhỏ chân như không có trước sau chân như không có nhiễm tịnh chân như cũng không có chân vọng đây gọi là chân tục cho nên bạn có thể thấy được chân. Bạn từ thể tánh của nó. Đó chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Nếu như từ trên tướng mà nói, do thử trần tướng duyên sanh huyễn hữu. Đây gọi là tục, đây chính là tục đế. Cái tướng này do đâu mà có Việc này Các đồng tu chúng ta Phê nên đều rất dễ dàng Đáp ra được Một niệm bất giác Đây chính là duyên Một niệm bất giác Liền sanh ra Huyển có Huyễn có là cảnh giới tướng. Người hiện đại chúng ta nói hiện tượng vật chất, vật chất từ nơi đâu mà có? Vật chất đích thực là không có. Vật chất là huyễn có bao gồm tất cả hiện tượng vật chất. Ngày nay chúng ta gọi là núi sông đất đai, thậm chí đến cái địa cầu này của chúng ta, ngay trong thái không rất nhiều rất nhiều tinh cầu đang vận hành. Đều là duyên sanh huyện có Đây gọi là tục đế Huyện có chính là nó không phải thật có Chân thật không có Tính của nó Là thật Tướng là giả Cho nên trên Kinh Bát Nhã Phật thường nói Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng bạn đừng cho cái tướng này là thật Ngày nay chúng ta Nhận lấy rất nhiều tội Phải sanh tử luân hồi Khổ không nói ra lời Hiện tại cái thế giới này Nhiều tai nạn đến như vậy Từ do đâu mà có Truy cứu nguyên nhân căn bản của nó Chính là chúng ta đem cái huyển có Làm thành chân thật Sai chính ngay chỗ này Cho là chân thật Sinh ra Nghiệp lực liền tạo nghiệp tạo, tạo nghiệp gì vậy muốn khống chế nó muốn nó là của mình vậy thì sai rồi chẳng hề biết cái thân tâm này của chính mình cái tâm này là vọng tâm chính là tâm tự tư tự lợi tâm muốn khống chế muốn chiếm hữu cũng là giả cũng là duyên sanh huyện có Đều không phải là thật Do gì nghiệp bất thiện Mới đem nhất chân Pháp giới Biến thành sáu cõi luân hồi Biến thành ra Rất nhiều tai nạn Đạo lý chính ngay chỗ này Những đạo lý này chân thật hiểu được tường tận Hiểu rõ ràng rồi Bằng liền có thể hóa giải tai nạn làm cách nào để hóa giải không chấp trước buông bỏ ý niệm chấp trước chiếm hữu tai nạn liền không còn chấp trước vừa có thì không thể buông bỏ cho nên tiêu tai miễn nạn không phải là một việc khó họa phước là một ý niệm là một ý niệm sai lầm Cái lý này rất sâu Sự tình rất phức tạp Duyên sanh Cái gì là duyên Vô lượng nhân duyên Đồng thời đầy đủ Cho nên cảnh giới Cũng là đồng thời đốn hiện Bạn xem thế nào Trên tánh là thật Trên tướng là giả Tục chính là giả Không luận là thật hay là giả Đều là không thể được Cái đạo lý này Nhất định phải hiểu Cho nên sau khi bạn thấy điều Buông xả Thì tâm khai ý giải Trong tự tánh Trí tuệ vô lượng liền hiện tiền Đức năng vô lượng cũng hiện tiền Tướng hảo vô lượng cũng hiện tiền Tướng hảo chính là thế giới hoa tạng Tướng hảo chính là thế giới cực lạc Tại vì sao hoa tạng cực lạc tốt đẹp đến như vậy? Cư dân ở nơi đó Mỗi mỗi đều giác ngộ Mỗi mỗi đều tương tận Cho nên chúng sanh cư trụ ở nơi đó không những không có chấp trước họ cũng không có phân biệt họ cũng sẽ không khởi tâm động niệm cho nên gọi là pháp giới nhất chân chúng ta hy vọng sanh về tịnh độ hy vọng sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của thế giới tây phương cực lạc cái chí hướng này rất lớn làm thế nào mới có thể sanh đến cõi thật báo trang nghiêm chỉ cần bạn làm đến không khởi tâm không động niệm bạn không sanh cũng sanh không muốn sanh vẫn phải sanh vì sao vậy điều kiện của bạn đầy đủ không khởi tâm không đồng niệm hiện ra cảnh giới chính là cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc cõi thật báo trang nghiêm từ đâu mà có không phải ai di đà phật tạo ra thiền sư trung phong khai thị trong tam thời hệ niệm giảng được rất là rõ ràng duy tâm tịnh độ tự tánh di đà a di đà Phật từ đâu mà có Là từ trong tự tánh ta biến hiện ra Trong tự tánh biến hiện ra Chính là a di đà Phật Thế giới cực lạc là Tâm thanh tịnh của chúng ta Biến hiện ra Duy tâm tịnh độ Tâm gì vậy? Không khởi tâm không động niệm Không khởi tâm không động niệm Thì chân tâm hiện tiền Không phải vọng tâm Chân tâm hiện tịnh độ đạo lý chính ngay chỗ này nếu như chúng ta vẫn là khởi tâm đồng niệm khởi tâm đồng niệm không thể thấy được cõi thật báo không thấy cõi thật báo đổi một kênh đài khác xuất hiện là gì vậy xuất hiện là pháp giới bốn thánh đi vào trong mười pháp giới trong mười pháp giới có phật bồ tát thanh gian duyên giác cũng có bốn đẳng cấp xem chính bạn buôn xã được bao nhiêu bạn buôn xã được càng nhiều Bạn chứng được cảnh giới Càng cao, càng thù thắng Bạn buông xả được càng ít Cảnh giới liền kém một chút Nếu như dòng tưởng phân biệt chấp trước Thấy đều có Thì hiện ra cảnh giới chính là sáu cõi luân hồi Cảnh giới của chúng ta ngày nay Chính ngay chỗ này Thế nhưng chúng ta Rất khó được duyên cũng rất thù thắng chúng ta đều đến nhân gian đều đi đến cõi người hơn nữa còn đồng ở chung một địa cầu này đồng cư ngụ ở đài loan cái duyên này rất sâu không đơn giản nếu như người ở nơi này mọi người đều học phật pháp đại thừa đều tường tận đạo lý mà phật đã dạy chúng ta thấu hiểu chúng ta thật làm làm như thế nào vậy y giáo phụng hành phật dạy bảo chúng ta trước tiên đem tất cả bất thiện buông xả tất cả bất thiện buông bỏ tai nạn hiện tiền của chúng ta liền không còn buông bỏ tham sân si mạng buông bỏ tự tư tự lợi buông bỏ danh vọng lợi dưỡng đài loan cái khu vực này Liên thành tịnh độ tuy là không thể sánh được cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng sánh được cõi phạm thánh đồng cư của thế giới tây phương cực lạc cõi phạm thánh đồng cư ở nơi đó không có tai nạn thiên tai nhân họa đều không có cái điểm này là chúng ta có thể làm đến được. Nguyên lý chính là trên kinh Đại thừa Phật thường nói. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là nguyên lý. Lại thường hay nói cảnh tùy tâm chuyển. Trong cảnh tùy tâm chuyển này, dễ thấy nhất chính là thân thể của chúng ta Năm xưa Tiên sinh Phụng Nghi ở Đông Bắc Ông đầu tiên phát hiện Ý niệm Có thể cải đổi sức khỏe thân thể Nếu như bạn có bệnh mà nói Không cần phải uống thuốc Dùng ý niệm có thể trị bệnh Hiện tại ông lại truyền cho đệ tử Tiên sinh lưu hữu sanh ở khắp nơi Giảng về bệnh Rất nhiều nghi nam tạm chứng Trung Tây Y đều bó tay hết cách Ông có thể cứu được họ Làm cho họ hồi phục khỏe mạnh Dùng ý niệm Cái ý niệm này cùng đồng một nguyên lý Mà chúng ta ở đây đã nói Tâm tịnh Thân liền thanh tịnh Tại vì sao có thể có bệnh Thân của bạn không trong sạch Không trong sạch thì có bệnh độc Phải biết thân tâm Giống dĩ không có bệnh độc Sự việc này Phật Sớm đã nói với chúng ta rồi Bệnh độc nghiêm trọng nhất là Tham sân si ở trong Phật pháp gọi là ba độc phiền não. Nếu như bạn có tham sân si hay nói cách khác, trong thân tâm bạn đã có bệnh độc nghiêm trọng. Những bệnh độc thông thường bên ngoài thì bạn rất dễ dàng nhiễm phải. Đạo lý chính là như vậy. Nếu như chúng ta đem tham sân si buông xả, Dứt bỏ đi Thân tâm của chúng ta khỏe mạnh Bệnh độc bên ngoài có nhiều hơn Cũng không thể cảm nhiễm Đây chính là hiện tại gọi là Năng lực miễn dịch Bởi vì Bạn không có tham sân si Giờ đây có thể biết Hiện tại các nơi thông báo ôn dịch đang tràn lan Tổ chức vệ sinh thế giới cảnh báo chúng ta Mỗi năm càng ngày càng nghiêm trọng hơn Đó chính là nếu như chúng ta đem tham sân si Thấy đều buông xả Chính mình liền cụ bị năng lực miễn dịch tròn đầy Cho dù tương lai diện tích truyền nhiễm bao nhiêu rộng chúng ta ở nơi đó cũng sẽ không cảm nhiễm đạo lý chính là như vậy chúng ta đã có bệnh cho dù bệnh là gì nếu hiểu được cái đạo lý này biết được cái góc bệnh này là gì từ chỗ nào mà có ra bạn đem nó buông xả Bệnh này tự nhiên liền khỏi Đây là Dương Thiện Nhân Gần đây là Lưu Thiện Nhân Họ đang giảng giải mỗi ngày Tôi trong Một hai tháng gần đây Nhận được rất nhiều Những cái tin tức này Tôi xem thấy rất hoan hỷ vì sao vậy chúng ta người tu hành điều kiện thứ nhất thân thể phải khỏe mạnh sức khỏe không tốt không thể tu hành thân an thì đạo long đây là đạo lý nhất định cho nên nhất định phải có thân thể khỏe mạnh chúng ta nỗ lực từ nơi cái nền tảng này mà hướng lên trên đây là nhân đạo nói ra là nhân đạo từ nhân đạo hướng lên trên là thiên đạo thiên đạo hướng lên trên đó chính là tịnh độ pháp giới bốn thánh từ pháp giới bốn thánh lại hướng lên trên đó chính là pháp giới nhất chân không ngừng hướng nâng lên cao kinh hoàng nghiêm mang đến cho chúng ta tin tức viên mãn Hai câu này là Nói chân tục Ở trong một trần Bạn xem thấy nhiễm tịnh Bạn xem thấy chân tục Lại hướng xuống dưới Do ư trần tướng Niệm niệm thiên biến Tức thị sanh tử Do quán trần tướng Sanh diệt tướng tận Không vô hữu thật Tức thị niết bàn đây là nói ở trong một vi trần xem thấy sanh tử niết bàn vì sao là thấy được sanh tử sanh tử chính là sanh diệt trần tướng từ do đâu sanh ra từ trong ý niệm sanh ra ý niệm có sanh diệt cho nên trần tướng có sanh diệt Trần tướng là hiện tượng vật chất Có sanh diệt Trong hiện tượng vật chất Đều có hiện tượng tinh thần Việc này chúng ta phải thường ghi nhớ Lời giáo huấn của Bồ Tát Di Lạc Tâm hữu sở niệm thế tôn hỏi trong sở niệm này có mấy niệm có mấy tướng có mấy thức bởi vì cái vấn đáp này vô cùng là quan trọng ý niệm xanh hiện tượng liền xuất hiện Ý niệm không sanh Hiện tượng không có Cũng chính là nói Hiện tượng vật chất Cùng hiện tượng tinh thần Thảy đều không có dáng vẻ của tự tánh Tâm thanh tịnh hiện ra là gì? Là thường tịch quan Thường tịch quan Không phải vật chất Cũng không phải tinh thần Thế nhưng chỉ cần bạn vừa khởi niệm Thường tịch quan sẽ biến hiện thành vật chất Hiện tượng vật chất hiện ra Đồng thời Kiến văn giác tri Cũng xuất hiện Nếu như chúng ta có phân biệt Không chỉ có kiến văn giác tri Thọ tưởng hành thức Cũng xuất hiện đây là hiện tượng tinh thần Cái ý niệm này thời gian bao lâu? Thời gian dài ngắn Chính là hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần Thời gian tồn tại bao lâu? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Một khẩy móng tay Có 32 ức trăm ngàn niệm hay nói cách khác Hiện tượng vật chất cùng hiện tượng tinh thần Trong khoảng khẩy móng tay Có 32 ức Trăm ngàn cái sanh diệt 32 ức trăm ngàn là bao nhiêu? Cách tính của người Trung Quốc chúng ta Là 320 triệu các vị ghi nhớ đơn vị này là triệu Cũng chính là nói Một khẩy móng tay Có 320 triệu lần sanh diệt Bạn từ trong sanh diệt mà nhìn Sanh diệt chính là sanh tử Ở trong một di trần Một di trần tốc độ sanh diệt là Nhanh đến như vậy Chúng ta xem thấy di trần này Tồn tại là thấy cái gì? Xem thấy là tướng tiếp đối tướng của nó. Chân tướng là gì? Chân tướng là giả, huyễn tướng. Căn bản không có tồn tại. Cho nên trong Kinh Bát Nhã, Phật thường nói, giảng Pháp dây không. Giảng Pháp chính là nói, thế giới vật chất, thế giới tinh thần, Đều là huyễn có Đều là không thể được Trên Kinh Kim Cang Phật nói ra thí dụ Thí dụ được quá hay Nói tất cả hữu vi Pháp Hữu vi là gì vậy? Có sanh có diệt Hữu vi di chính là có sanh diệt Bạn nói xem Có pháp nào mà không sanh diệt hiện tượng vật chất có sanh diệt hiện tượng tinh thần có sanh diệt định nghĩa trong phật pháp có sanh diệt thì không phải là thật là giả cái thật thì không sanh không diệt trong sáu cõi tuổi thọ dài nhất là trời trường thọ là ai vậy? tứ không thiên là trời trường thọ. đặc biệt là trong tứ không thiên, cái giai tầng cao nhất gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. bạn sanh đến nơi đó, thọ mạng dài bao nhiêu? tám dạng đại kiếp. một cái đại kiếp thời gian bao lâu? Trên Kinh Phật nói với chúng ta Thái dương hệ của chúng ta Có sanh có diệt Thái dương hệ có thành trụ hoại không? Thành trụ hoại không hợp lại thì gọi là một đại kiếp Hay nói cách khác Thái Dương Hệ sinh diệt bao nhiêu lần? Tám dạng lần Thái Dương Hệ sinh diệt tám dạng lần Thọ mạng của người phi tưởng Phi phi tưởng xứ thiên Dạy đến như vậy Chúng ta không có cách gì tưởng tượng ra Thời gian này quá dài Thế nhưng Ở trong thời không vô tận Tám dạng đại kiếp Cũng là một khẩy móng tay Không tính vào đâu Cái nhân gian này chúng ta thực tế mà nói Thật đáng thương không biết tự ái vẫn còn muốn tạo tội làm sao xứng được với chính mình thọ mạng nhân gian chúng ta thọ mạng dài tám chín mươi tuổi một trăm tuổi thọ mạng ngắn ba mươi bốn mươi thì đi rất nhiều chúng ta ngay trong một đời này bạn bè kết bạn cùng chơi lúc nhỏ 40-50 ra đi rất nhiều Cũng sắp gần 1 phần 3 60-70 thì càng nhiều Có thể sống đến 80-90 thì quá ít Không có được mấy người 100 tuổi gọi là hiếm lạ phật nói với chúng ta trời đau lợi trời đau lợi cách chúng ta không dục giới ở tầng trời thứ hai tầng trời thứ nhất là trời tứ dương tầng trời thứ hai là trời đau lợi phật nói một ngày của trời đau lợi một ngày của trời đau lợi chúng ta có thời gian khác biệt một ngày của họ là Nhân gian chúng ta 100 năm. Nhân gian chúng ta sống 100 tuổi là trường thọ, người ở trời đau lợi thấy một ngày. Họ chỉ sống một ngày. Bạn nói xem có ý nghĩa gì? Chúng ta rất là ngưỡng vọng đối với trời đau lợi. Tuổi thọ dài. Kỳ thật không phải so với các cõi trời khác, thọ mạng của họ cũng không xem là dài. Hướng lên trên một tầng là trời dạ ma Vẫn là dục giới Tuổi thọ của trời dạ ma gấp đôi So với trời đao lợi Dài hơn nhiều Bởi một ngày của trời dạ ma Tính theo cách tính của nhân gian chúng ta Một ngày của họ là nhân gian chúng ta 200 năm Vì nhân gian chúng ta 100 tuổi Người trời dạ ma xem thấy con người này rất đoạn mạng, chỉ mới nửa ngày thì chết rồi. Được 100 tuổi, từ khi sanh ra đến khi chết, chỉ nửa ngày. Muốn đến trời đâu suốt, vậy thì càng khó được. Bồ Tát Di lặc ở trời đâu suốt. Một ngày của trời đâu suốt là nhân gian chúng ta 400 năm. Bạn thử nghĩ xem. Thọ mạng của người trời đâu xuất là bốn ngàn tuổi à, Chiếu theo cách tính của họ Một ngày là nhân gian chúng ta bốn trăm năm Một năm cũng là ba trăm sáu mươi lăm ngày Thọ mạng của họ bốn ngàn tuổi Ở nhân gian chúng ta thì năm mươi ức năm Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật Đem chân tướng Của những chúng sanh này Nói rõ với chúng ta Thật tướng các Pháp Do nguyên nhân gì tạo thành Nghiệp lực Nghiệp lực là chính mình tạo ra Tự làm tự chịu Sanh thiên vậy thì tâm của bạn phải thiện lời nói phải thiện hành vi phải thiện tiêu chuẩn của thiện thập thiện nghiệp đạo kinh kinh tam quy ngụ giới bạn có thể nỗ lực tu học Bạn liền có thể sanh trời đâu xuất Hướng lên trên nữa Đến trời tha hóa tự tại Trời hóa lạc Trời tha hóa tự tại Lại hướng lên trên nữa Ngoài thượng phẩm thập thiện tra Còn phải thêm vào thiền định Tứ thiền bác định Cho nên Nói thế giới ta bà Có 28 tầng trời Người nào thì có phần Người người đều có phần Không những 28 tầng trời Chúng ta người người đều có phần Pháp giới bốn thánh ngoài sáu cõi Chúng ta cũng có phần Thậm chí Tất cả báo độ của chư Phật Như Lai Chúng ta có phần hay không? Có phần Vì sao vậy? Duy tâm tịnh độ Tự tánh Như Lai Vì sao không có phần? Hiểu rõ rồi Muốn đến nơi nào Thì đi đến nơi đó một chút chướng ngại cũng không có ngày nay chúng ta muốn đi đi không thành chướng ngại quá nhiều vì sao vậy do bạn không buông xả bạn có tham luyến đối với thế gian này bạn không chịu buông xả thì bạn không thể đi được buông được càng nhiều thì nâng lên được càng cao Thấy đều buông xả hết Thì đạt lên đến tận đỉnh Đỉnh cao nhất là Cứu cánh viên mãn Phật Thường tịch quan tịch độ Bí quyết chính là Giọng phải buông Buông hết Giọng tận thiền hoàng nguyên Bạn xem Đề mục của thiên văn chương này Bốn cái chữ này thật hay Giọng tận hoàng nguyên Những thứ hư vọng này Bạn chấp trước nó Bạn chiếm hữu nó Bạn không chịu đem nó buông bỏ Tích chứa nó lại Liền sẽ đem bạn tích chứa vào Trong sáu cõi Ba đường Một chút cũng không chịu buông xả Vậy thì bạn đọa đến thấp nhất Thấp đến đâu vậy? Thấp đến A Tỳ Địa Ngục Người A Tỳ Địa Ngục không chịu buông bỏ chút nào Hiện tại nếu bạn gặp một người rất bỏng sẻn Bỏ ra một đồng làm công đức Họ lắc đầu không chịu Thì chúng ta biết được Họ là Chúng sanh của A Tỳ Địa Ngục một xu cũng không bỏ ra chấp trước nghiêm trọng nếu bạn gặp được người nào mời họ làm một ít việc tốt họ đem hết tiền của có được thầy đều đem ra hết không chừa lại xu nào con người này là pháp giới phật không phải là người thông thường vì sao vậy họ triệt để buông bỏ Có thể buông bỏ một nửa Chúng ta biết được đó là thiên nhân Đó cũng không phải là Người thông thường Thế nhưng họ chưa ra khỏi tam giới Chưa siêu diệt sáu cõi luân hồi Những đạo lý này đều phải rõ ràng Đều phải hiểu Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Không phải là chuyên lợi của Phật Bồ Tát Không phải Thấy đều là từ trong tự tánh biến hiện ra Phật Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Nói được rất rõ ràng, rất tường tận Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm hiện thức biến Thức Chúng ta vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Vọng tưởng là A-lại gia thức Phân biệt là đệ lục thất Chấp trước là thức thứ bảy Nó đang khởi biến hóa Biến hóa thành ba đường Sáu cõi Mười pháp giới Hiểu rõ cái đạo lý này Đây cũng xem là giác ngộ giải ngộ. Vậy phải xem chúng ta có thiện căn hay không? Thiện căn là gì? Bạn có thể thật tin hay không? Không có chút hoài nghi nào đối với Phật Bồ Tát. So với lòng tin của người hiện tại đối với khoa học. Còn phải sâu hơn. Chúng ta tin tưởng đối với Phật Bồ Tát siêu dược lòng tin đối với khoa học. Thật tin, một chút hoài nghi cũng không có. Đây gọi là tin. Phật Bồ Tát nói với bạn, bạn nghe hiểu, bạn tin tưởng, sau đó chính là hành. Hành là gì vậy? Hành chính là buông xả phương pháp buông xả rất nhiều trong Phật pháp gọi là hành môn Phật pháp học tập rất nhiều đó gọi là giải môn hành môn chính là buông xả tỉnh độ tông chúng ta niệm một câu a di đà phật này đây là hành môn thì bạn liền biết được niệm câu a di đà phật này là buông xả cảnh giới hiện tiền thuận cảnh khởi lên tâm tham thuận tâm của chúng ta ưa ừ thích ưa ừ thích thì thế nào ưa ừ thích thì muốn chiếm hữu chiếm riêng cho mình lòng tham khởi lên tâm tham khởi lên tương ưng với cõi nào vậy tương ưng với ngạ quỷ tham tài tham danh tham sắc tham năm dục sáu trần thậm chí học phật pháp rồi tham phật pháp có thể thành phật không không thể thành cái gì thành ngạ quỷ lòng tham mà học phật học đến sau cùng biến thành ngạ quỷ cho nên phật dạy chúng ta cảnh giới hiện tiền tâm này mới động niệm thứ nhất khởi lên tâm tham niệm thứ hai là nam mô a di đà phật Đem cái tâm này đổi đi Đổi thành A-di-đà Phật Bạn thấy A-di-đà Phật giúp bạn cái gì? Giúp cho bạn buông xả Danh hiệu Phật niệm được gọi là công phu Nghịch cảnh hiện tiền không ưa thích Người chán ghét Việc chán ghét Rất không ưa thích nó Cảnh giới này hiện tiền Tâm sân hận khởi lên Sân hận tương ưng với cái gì? Sân hận tương ưng với địa ngục Tham sân si phải biết Lòng tham biến ngạ quỷ Sân hận là địa ngục Ngu si là súc sanh Đây gọi là ba độc phiền não Đối ứng, cảm ứng Chính là ba đường ác Tâm sân hận mới sanh khởi lên Lập tức liền đem nó chuyển biến thành A-di-đà Phật Cho nên chúng ta dùng là một niệm A-di-đà Phật một niệm này Đánh bạc hết tất cả những ý niệm khác Cho nên A-di-đà Phật là giúp chúng ta buông xả Đến được thế giới cực lạc rồi Đem a di đà Phật cũng buông xả Vậy thì chúng ta vọng tận hoàn nguyên Chưa đến thế giới cực lạc mà nói Thì không thể buông xả a di đà Phật Đây là pháp bảo của chúng ta Bởi vì cái gì? Những thứ khác chúng ta rất không dễ gì buông xả Chúng ta có danh hiệu này Làm cho các thứ khác thảy đều bị bài trừ Phương pháp tốt Cho nên nhà Phật nói Hành môn có tám dạng bốn ngàn Tám dạng bốn ngàn pháp môn Đều là phương pháp đối trị phiền não tập khí Thế nhưng Pháp môn vô lượng trong hành môn Tối diệu chính là A-di-đà Phật Đơn giản, dễ dàng Có bốn chữ Chỉ cần khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước vừa khởi Lập tức liền A-di-đà Phật Người này gọi là chân tu hành bạn xem đơn giản như vậy dễ dàng như vậy ổn định đáng tin mau chóng không có pháp nào dễ dàng hơn không luận bạn ở trong nghề nghiệp nào đều không chướng ngại vào mọi lúc ở mọi nơi đều có thể áp dụng được không có chứng ngại Bạn nói xem pháp môn này Thù thắng cỡ nào Sau khi học rồi Rất khó được Bạn phải biết dùng Nếu bạn không biết dùng Thì không còn cách nào Nếu bạn biết dùng Thì không ai không thành tựu Cho nên biết được Trong tất cả Pháp Niệm niệm sanh diệt Đây chính là sanh tử Câu phía sau Do quán trần tướng sanh diệt tướng tận Không vô hữu thật đây gọi là Niết Bàn Bạn thấy sanh tử Niết Bàn cũng ở trong trần tướng thấy được chúng ta còn nghĩ đến điện ảnh bởi vì tốc độ của điện ảnh chậm bạn rất dễ dàng thể hội được điện ảnh hình ảnh âm thanh trên màn bạc âm thanh sắc tướng bạn xem thấy trên màn bạc nó di động với tốc độ nhanh mắt của chúng ta bị nó lừa dường như là thật bạn quay lại nhìn thử xem cái máy chiếu phim đó thì bỗng nhiên hiểu ra trong máy chiếu phim hiển thị ra cái gì là từng tấm từng tấm phim nhựa ở trạng thái tỉnh không động ống kính của máy chiếu phim vừa mở ra một tấm phim được chiếu lên màn bạc nó lập tức đóng lại vừa mở vừa đóng thì gọi là xanh diệt lại mở ra thì là tấm thứ hai không phải là cái tấm phía trước cho nên chúng ta xem thấy tướng trên màn bạc là liên tục nó không phải là thật liên tục thật liên tục là một tấm ống kính không luận đóng mở đều là một tấm phim một tấm phim chúng ta xem thấy đều là tỉnh không hề xem thấy động thái của nó đó là một tấm Cho nên chúng ta xem thấy là liên tục Là tốc độ chuyển động nhanh Chiếu lên bức hình liên tục Đây gọi là pháp sanh diệt Một tấm sanh Lập tức liền diệt Tấm thứ hai lại sanh Lập tức liền diệt Tấm thứ ba lại sanh Sanh rồi lại diệt Cho nên loại hiện tượng này Thế Tôn Ở trong hội lăng nghiêm Nói rất hay gọi là đương xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận tốc độ của sanh diệt hiện tại chúng ta chiếu theo cách nói của Bồ Tát Di Lặc người hiện tại dùng dây làm đơn vị chúng ta đem nó đổi tính thành dây trong một dây có bao nhiêu lần sanh diệt một ngàn hai trăm tám mươi triệu lần sanh diệt Đơn vị là triệu Một ngàn hai trăm tám mươi triệu Cho nên trong Phật Pháp nói Bất sanh bất diệt Cái này có thể nói được thông Nếu như nó không có sanh diệt Bạn nói nó bất sanh bất diệt Câu nói này gọi là lời thừa Không ý nghĩa Nó đích thực có sanh có diệt Có sanh có diệt Nói nó không sanh không diệt, chính là tốc độ của nó quá nhanh, chúng ta không cách gì biện biệt. Bạn nói nó sanh thì nó đã diệt, bạn nói nó diệt thì nó lại sanh. Có thể nói sanh diệt đồng thời. Sanh diệt đồng thời cũng có thể nói bất sanh bất diệt. Những lời này đều là nói một sự diệt. Đây là gì? Đây là chân tướng hiện tượng của chúng ta Trong Phật Kinh nói Chân tướng của Pháp tướng Ở trong câu này Chân tướng sanh diệt của Trần tướng Sanh diệt tướng tận không có Không vô hữu thật đây gọi là Niết Bàn Niết Bàn là tiếng Phạn Ý nghĩa chính là không có sanh diệt Sanh diệt đồng thời Thì bạn không tìm ra được nó sanh diệt Cho nên Cái hạt di trần này Có phải là Niết Bàn hay không? Phải Bạn từ góc độ này mà nhìn là Niết Bàn Từ góc độ đó mà nhìn là sanh tử Sanh tử cùng Niết Bàn không hai đây là chân tướng sự thật phía sau nói phiền não bồ đề do trần tướng đại tiểu Giai thị vọng tâm phân biệt Thức thị phiền não Do trần tướng thể vốn không tịch Duyên lự tự tận Thức thị bồ đề Phiền não cùng bồ đề Là một không phải hai khi mê rồi bồ đề liền biến thành phiền não khi giác ngộ phiền não chính là bồ đề là một không phải hai lời này rất khó hiểu vì sao vậy không phải là cảnh giới hiện tiền của chúng ta trên kinh hoa nghiêm nói đều là cảnh giới của pháp thân đại sĩ cũng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ thể đều buông xả rồi cho nên những lời nói này đối với họ mà nói vừa nghe lập tức liền gật đầu Liền thừa nhận không sai chút nào Là cảnh giới của họ thân chứng Chúng ta nghe rồi lắc đầu Nghe không hiểu cẩn dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vọng cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật